Thôn Buôn Sô Ma Lương A được sáp nhập từ thôn Sô Ma Biêng. Toàn thôn có 269 hộ với 1.129 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 65%, có 3 dân tộc Kinh, Ede và Gia Rai cùng chung sống. Số hộ nghèo năm 2020 giảm so với năm 2019 là 20 hộ, chiếm 7,4%, số hộ nghèo năm 2019 là 45 hộ, chiếm 16,7%, năm 2020 là 25 hộ chiếm 9,3%, hộ cận nghèo 75 hộ chiếm 27,8%, trong đó hộ nghèo, cận nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 1,1%. Nguyên nhân chủ yếu là thiếu đất sản xuất và không có việc làm. Thôn Buôn Sô Ma Lương A có 21 đảng viên, trong đó, 20 đảng viên chính thức, 1 dự bị. Ban công tác mặt trận gồm 5 người, 198 hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ, 16 hội viên Hội Cựu Chiến binh, 35 đoàn viên, thanh niên, 56 hội viên Hội Nông dân. Nhân dân chủ yếu sinh sống bằng sản xuất nông nghiệp. Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đời sống nhân dân đã từng bước được cải thiện, kinh tế ngày càng phát triển, đời sống văn hóa tinh thần ngày càng được nâng lên rõ rệt, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được củng cố, giữ vững. Chiều ngày 5 tháng 11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Thiện phối hợp với xã Kropernan tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020 tại thôn Buôn Sô Ma Lương A. Đây là địa phương được lựa chọn tổ chức ngày hội điểm của huyện Phú Thiện. Tham dự ngày hội, đồng chí Phạm Thị Tố Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, đồng chí Đinh Thị Giang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, tổ chức đoàn thể chính trị xã hội huyện, các xã, thị trấn cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn tham dự và chung vui nhân ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngày hội gồm hai phần, phần lễ và phần hội. Phần lễ với các nội dung, chương trình văn nghệ chào mừng và sau đó các đại biểu và bà con nhân dân Buôn Sô Ma Lương A, xã Kropernan, đã ôn lại lịch sử và truyền thống 90 năm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2020. Phát huy truyền thống xây dựng, phát triển và trưởng thành của Mặt trận Tổ quốc qua các thời kỳ lịch sử, Mặt trận và các đoàn thể và cán bộ, đảng viên và bà con nhân thôn Buôn Sô Ma Lương A xã Kropernan đoàn kết đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng, thực hiện hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tham gia thảo luận, đại diện ban công tác mặt trận thôn trao đổi, chia sẻ những thuận lợi và khó khăn trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự địa bàn. Năm 2020, thôn Buôn Sô Ma Lương A, xã Kropernan được chọn để triển khai thực hiện làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số, đến nay thôn đã đạt 16 trên 19 tiêu chí làng nông thôn mới. Hệ thống chính trị thôn đã phát huy vai trò trách nhiệm tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cuộc vận động, làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững, gắn với thực hiện chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Sau gần một năm thực hiện, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của người dân, phong trào xây dựng nông thôn mới đã đạt được nhiều kết quả hết sức to lớn, tạo sự thay đổi quan trọng bộ mặt nông thôn, đồng thời cũng cho thấy đây là một chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân. Người dân đã tự nguyện hiến đất mở rộng lòng đường, phá dỡ công trình vi phạm hành lang an toàn giao thông, tích cực đóng tiền, góp ngày công lao động để cùng chính quyền xây dựng, trang bị thiết bị cần thiết trong nhà văn hóa, sân vận động và các công trình khác. Phối hợp tổ chức hơn 15 cuộc vận động tuyên truyền, căn cứ vào tình hình, nhiệm vụ, điều kiện cụ thể của thôn lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp, thiết thực, hiệu quả như tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền bằng hệ thống loa phát thanh, lồng ghép qua các cuộc họp sinh hoạt chi bộ, họp thôn, sinh hoạt các chi hội, giao lưu văn hóa văn nghệ, hội nghị hoặc qua tuyên truyền miệng đến từng hộ dân và phối hợp với ban dân vận huyện tổ chức tuyên truyền xây dựng làng nông thôn mới và giao lưu văn nghệ. Chú trọng hình thức tuyên truyền miệng, hướng dẫn các tuyên truyền viên cơ sở tích cực tuyên truyền miệng vào cộng đồng dân cư, tranh thủ uy tín của già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng. Các hoạt động tuyên truyền phải được thực hiện thường xuyên, liên tục gắn liền với quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của thôn.
Phát biểu chung vui cùng nhân dân thôn Sô Ma Lương A, tại ngày hội, đồng chí Phạm Thị Tố Hải ghi nhận và biểu dương kết quả mà nhân dân thôn Sô Ma Lương A nói riêng, xã Cô Pơ Nan nói chung đã đạt được trong thời gian qua. Đến bà con và các đồng chí lãnh đạo, gửi đến bà con lời chúc sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Kính thưa các đồng chí đại biểu và thưa toàn thể bà con nhân dân, có lẽ ấn tượng đầu tiên và cũng hết sức là để lại cái dấu ấn rất là tốt đẹp khi về dự ngày hội đại đoàn kết ngày hôm nay tại thôn Somalunga, đó chính là sự có mặt đầy đủ của các đồng chí lãnh đạo và của bà con nhân dân. Báo cáo của đồng chí bí thư chi bộ thôn và ý kiến tham gia của các đồng chí trưởng thôn rồi là bí thư chi bộ cũng đã làm rõ thêm cái bức tranh về nông thôn mới ở xã, ở thôn Somalunga của chúng ta. Mặt trận thôn và các đoàn thể chính trị thì vào cuộc hết sức là kịp thời. Các cái mô hình do đoàn thể phát động hàng rào xanh con đường hoa, đặc biệt là mô hình xây dựng và sử dụng, vận động bà con xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, thì tôi mong rằng là năm 2021 cái sức mạnh đại đoàn kết của chúng ta sẽ tạo được một cái sức bật mạnh hơn thông qua cái cuộc vận động này. Để làm được cái điều đó thì mặt trận và các đoàn thể phải tăng cường công tác tuyên truyền. Và như chúng ta thấy là nó làm thay đổi hành vi và nhận thức thì nó phải thông qua hành động cụ thể. Nhiều cái mô hình sẽ được xây dựng, nhiều cái nhà vệ sinh sẽ được mọc lên hơn, nhà ở kiên cố sẽ có nhiều hơn, hộ thoát nghèo sẽ được nhiều hơn và đời sống của nhân dân sẽ được nâng cao hơn. Chúc cho các đồng chí đại biểu sức khỏe và hạnh phúc. Chúc các cô, các chú, các anh, các chị dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong công việc của mình. Xin trân trọng cảm ơn. Nhân dịp này, thay mặt tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai, đồng chí Phạm Thị Tố Hải, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai, lãnh đạo huyện Phú Thiện, đồng chí bí thư huyện ủy Phú Thiện tặng quà chúc mừng. Chủ tịch ủy ban nhân dân xã tặng giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu có thành tích trong thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư năm 2020. Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã phát động phong trào thi đua năm 2021. Trưởng ban công tác mặt trận các thôn, buôn tiến hành ký giao ước thực hiện.